Chào mừng các bạn đã đến với kênh Game PS của mình. Hôm nay, mình xin phép nhận định trận đấu Pháp với Bồ Đào Nha tại vòng bảng giải vô địch bóng đá các quốc gia châu Âu, UEFA Nations League vào lúc 1 giờ 45 phút ngày 12 tháng 10. Pháp và Bồ Đào Nha đã đối đầu với nhau tổng cộng 25 lần trên đấu trường quốc tế. Người Pháp đang thể hiện sự áp đảo với 18 chiến thắng và chỉ để thua 6 lần. Tuy nhiên, trong lần chạm trán nhau tại chung kết Euro 2016, Zschem cùng các học trò để thua ngay trên sân nhà. Vì vậy, đội chủ nhà sẽ tung ra 11 cái tên tốt nhất để đòi lại món nợ năm xưa. Thầy trò huấn luyện viên Didier Deschamps bất bại 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường với thành tích 9 thắng và 1 hòa. Lần gần nhất, Leicester thất trận cách đây đã 16 tháng, khi họ bất ngờ để thua Thổ Nhĩ Kỳ 0-2 trên sân đối phương ở vòng loại Euro 2020. Tuy nhiên, trên sân nhà, chuỗi không thua của đội tuyển Pháp đã lên tới 20 trận, kể cả giao hữu, với 17 thắng, 3 hòa. Cần nhấn mạnh thêm rằng, để chứng kiến một thất bại của gà trống Gô Loa tại Stade Rang trong một trận đấu chính thức, chúng ta phải quay về vòng loại World Cup 2014 khi Pháp thua Tây Ban Nha 0-1 ngày 26 tháng 3 năm 2013. Như vậy, đã hơn 7 năm rưỡi, trừ đá giao hữu, đội bóng huấn luyện viên Deschamps chưa từng nếm mùi thất bại tại quê nhà, một thành tích rất đáng nể của đương kim vô địch thế giới. Và họ đang quyết tâm kéo dài mạch trận ấn tượng nói trên bằng thắng lợi trước nhà vô địch Euro 2016 và đương kim vô địch UEFA Nations League Bồ Đào Nha. Pháp đã khởi động cho trận đấu này bằng màn hủy diệt Ukraine 7-1, cách đây 4 ngày. Điều đáng nói, các mắt xích trên hàng công mà huấn luyện viên Deschamps sử dụng đêm nay đều vừa đồng loạt nổ súng. Nếu Olivier Giroud hoàn tất cú đúp để vượt qua Michel Platini trong danh sách cầu thủ ghi bàn hàng đầu của đội tuyển Pháp ở trận đấu thứ 100, Antoine Griezmann cũng cởi bỏ được gánh nặng tâm lý từ khởi đầu mùa giải mới không suôn sẻ cùng Barcelona. Trong khi đó, Kylian Mbappe vẫn tiếp tục phong độ cao như trong màu áo Paris Saint-Germain. Và khi những tay săn bàn xuất sắc nhất của Leicester lên tiếng, thì khó có hàng thủ nào đủ sức chống đỡ được. Dù là một Bồ Đào Nha cũng đang có phong độ rất ấn tượng. Trên thực tế, Cristiano Ronaldo cùng đồng đội chỉ thua 2/20 trận gần nhất, nhưng đây lại đều là những trận thua ở các giải đấu chính thức và tại xứ người. 1-2 trước Uruguay, World Cup 2018. Và 1-2 trước Ukraine, vòng loại Euro 2020. Thêm nữa, hàng thủ vốn rất vững chắc của Bồ Đào Nha sẽ suy yếu đáng kể khi mất Joao Fonte do nhiễm COVID-19 và Mario Rui vì chấn thương. Ngoài ra, việc Anthony Lopez phải rút lui ngay trước trận đấu quan trọng này vì mắc COVID-19 cũng là thiệt thòi lớn cho Bồ Đào Nha. Chính thủ môn 30 tuổi này là người bắt chính ở hai trận ra quân UEFA Nations League 2020/21 của Bồ Đào Nha và giành chiến thắng. Rõ ràng, hệ thống phòng ngự của huấn luyện viên Fernando Santos sẽ có vấn đề khi thiếu những trụ cột đang có phong độ cao. Về phần mình, tinh thần của Pháp đang rất hưng phấn sau chiến thắng 7-1 trước Ukraine. Sở hữu trong tay đội hình chất lượng lại đông đảo, huấn luyện viên Deschamps sẽ có nhiều lựa chọn trước cuộc tái ngộ Bồ Đào Nha. Và một trong những thay đổi lớn nhất mà nhà cầm quân 51 tuổi thực hiện chính là chiến thuật. Pháp sẽ không chơi với sơ đồ quen thuộc 4-3-3, 4-2-3-1 hay 3-5-2, mà sẽ đá đội hình 4-4-2 với hàng tiền vệ kim cương. Theo đó, N'Golo Kanté trong vai trò máy quét, Antoine Griezmann đá hậu công, trong khi hai vị trí còn lại thuộc về Paul Pogba và Corentin Tolisso, những người công thủ toàn diện với những đường truyền thâm nhập hàng thủ đối phương cực kỳ chính xác. Khi bố trí chiến thuật này, Pháp sẽ dễ dàng làm chủ thế trận, đặc biệt trước đối thủ mạnh, có nhiều cầu thủ giỏi và được tổ chức tốt như Bồ Đào Nha. Xem ra, với lợi thế từ phong độ, thành tích đối đầu lẫn lực lượng thi đấu, lại được chơi trên sân nhà, nơi Pháp không thua từ ngày 26 tháng 3 năm 2018 ở mọi mặt trận, nhận định gà trống Gô Loa sẽ tiếp tục cất cao tiếng gáy và đòi lại món nợ năm xưa với Bồ Đào Nha. Mình xin dự đoán tỷ số trận đấu giữa hai đội tuyển Pháp với Bồ Đào Nha là 1-0. Chiến thắng nghiêng về phía Pháp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Game PS của mình. Mọi người thấy hay và có được thông tin bổ ích thì hãy like và subscribe cho mình nhé. Sau đây là một số hình ảnh đẹp về trận đấu gần nhất giữa hai đội tuyển Pháp và Bồ Đào Nha tại chung kết Euro 2016, khi Bồ Đào Nha thắng Pháp 1-0 để giành chức vô địch. Oh,
sau.